Xin mời kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng Giêng năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì đơn sinh trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ở giảm đã ở Hoa Kỳ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 22 tháng Giêng, đánh dấu lần giảm đầu tiên trong một tháng, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ vào hôm thứ Năm, ngày 27 tháng Giêng. Báo cáo của Bộ Lao động cho hay là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp nộp lần đầu trong tuần qua là 260.000, giảm 30.000 so với con số của tuần lễ trước đó, theo bản tin khoảng thông tấn gpi theo nguồn tin này, tổng cộng có tất cả là 1.7 triệu người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 15 tháng Giêng. Trong khi các đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, Bộ Thương mại cũng báo cáo rằng tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ, bao gồm cả hàng hóa và dịch vụ, tăng 5.7% trong cả năm 2021. Đó là mức tăng trưởng lớn nhất kể từ năm 1984. Ngân hàng Trung ương Mỹ vào hôm thứ Tư ngày 26 tháng Giêng có quyết định để nguyên lãi suất căn bản gần bằng zero nhưng cũng cho biết sẽ sớm có một đợt tăng lãi suất để chống lạm phát. Lãi suất căn bản là mức lãi suất tối thiểu có thể chấp nhận được để nhà đầu tư mua trái phiếu không cho chính phủ phát hành. Vào hôm thứ Năm, Bộ Lao động cũng cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt ngày 15 tháng Giêng tăng nhiều nhất ở California là tăng 805, Kentucky tăng 527, à, Puerto Rico tăng 473. Rothesland là tăng 464. Các kinh tế gia cũng chờ đợi rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm xuống khi những gián đoạn kinh tế cho biến thể Omicron gây ra cũng giảm dần theo ABC News. Liên quan đến phần tin khác, thì trung tá Hải quân Mỹ nhận tội đội bí mật quốc gia lấy gái mại dâm và tiền. Ông Stephen Sip là một trung tá hải quân Mỹ vừa nhận tội tham nhũng gồm có 250.000 Mỹ Kim tiền mặt, dịch vụ của gái mại dâm và các món quà khác từ một nhà thầu quốc phòng ngoại quốc để cung cấp bí mật quân sự liên quan đến lịch trình di chuyển các chiến hạm Mỹ, theo bản tin của BBC News vào hôm thứ Năm ngày 27 tháng Giêng. Theo cáo trạng, các tin tức của ông Sid cung cấp đã giúp cho công ty gian lận 35 triệu Mỹ Kim từ Hải quân Mỹ, còn được gọi là phát Leonard, là một trong những vụ bê bối tham nhũng tồi tệ nhất mà Hải quân từng gặp phải. Ông Sid là một trong chính giới chức của hạm đội 7, vốn có căn cứ tiền phương đặt tại Nhật, bị Đại bộ Thẩm đoàn Liên bang truy tố vào tháng 3 năm 2017. Ông cũng là sĩ quan thứ ba phải nhận tội. Theo Bộ Tiêu pháp, thì ông và các sĩ quan khác được cho hưởng thụ việc À, tiệc tình dục với gái mại dâm, ăn tối xa xỉ và du lịch sang trọng để đổi lấy bí mật quân sự có làm giàu đáng kể cho công ty Clan Defense Marine Asia. Công ty có trụ sở tại Singapore này do Leona Clan Francis là một công dân Malaysia làm chủ. Ông Francis từng có vóc dáng bệ vệ khiến là nguồn gốc của cái tên là Phát Leona của vụ án năm 2013 thì ông bị giới chức Mỹ lừa đến San Diego, California và bắt giữ về tội hối lộ cũng như những cáo buộc khác. Các công tố viên cho hay là thông tin mà ông cùng đồng phạm cung cấp đã giúp GDMA giành được hợp đồng với hải quân và lấy với giá cao hơn đến 35 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ như cung cấp tàu kéo, an ninh và thu dọn chất thải cho tàu thuyền tại cảng. Trong khi đó, thì Tổng thống Joe Biden cảnh báo Nga có thể xâm lăng Ukraine trong tháng 2. Tòa Bạch Úc cho biết ông Joe Biden vừa cảnh báo Tổng thống Ukraine vào hôm thứ Năm ngày 27 tháng Giêng rằng Nga có thể xâm lăng Ukraine. Điện Kremlin cũng lưu ý rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng trong tình trạng không thể khả quan sau khi mà Mỹ tuần này một lần nữa từ chối những yêu cầu chính của Nga. Nhưng Moscow cũng xác nhận rằng không có chiến tranh ở Ukraine theo bản tin của UAP và hôm thứ sáu nga bày tỏ những mong muốn tiếp tục hoạt động đối thoại để chấm dứt những cuộc khủng hoảng nhưng ông biden một lần nữa đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng tổng thống vladimir putin vẫn có ý muốn xâm lăng lãnh thổ của ukraine và căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng trong những tuần gần đây khi mà cả phía Mỹ và các đồng minh NATO lo ngại rằng việc đưa 100.000 quân Nga đến gần Ukraine là dấu hiệu cho thấy Moscow có kế hoạch xâm lăng nước láng giềng và Nga cũng phủ nhận việc có ý định chiến tranh này và đưa ra một loạt các yêu cầu mà họ cho rằng có thể giúp cải thiện an ninh ở Âu Châu. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Mỹ và đồng minh phương Tây kiên quyết bác bỏ những yêu cầu chính của Moscow vào hôm 26 tháng Giêng, trong đó bao gồm từ chối việc cấm Ukraine vĩnh viễn không được gia nhập NATO, đồng đồng thời cũng nói rằng là vấn đề đưa quân đội và thiết bị quân sự ở Đông Âu là không thể thương lượng được. Washington cũng cảnh báo Moscow sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu mà xâm lăng Kiev. Hôm thứ năm, tổng thống Joe Biden cũng nói chuyện với ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine về việc tái đắc cử, khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh Ukraine bao gồm cả việc cung cấp viện trợ quân sự gần đây cho phía Mỹ. Ông Biden và tổng thống Zelensky cho rằng khả năng cao Nga sẽ xâm lăng khi mà mực đất đóng băng và các lực lượng Nga có thể tấn công lãnh thổ Ukraine từ phía bắc của Kiev, theo hai nguồn tin thân cận với tòa bạch ốc cho biết. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có thể đang chờ đợi các điều kiện mà thời tiết địa hình tối ưu để chuyển các thiết bị hạng nặng vào Kiev. Vào 8 năm trước, Nga cũng từng xâm lăng bán đảo Crimea của Ukraine vào cuối tháng 2. Mỹ thông báo rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự định tổ chức một cuộc họp vào thứ Hai ngày 31 tháng Giêng và về hành vi đe dọa của người Nga bởi vì 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine và các hành động tạo bất ổn khác của Nga gây ra mối đe dọa hiến trương Liên Hiệp Quốc về hòa bình và an ninh quốc gia liên quan đến phần tin khác thì hành khách nhập cảnh vào Việt Nam không phải xét nghiệm nhanh Covid-19. Đó là phần tin đến từ Sài Gòn. Hôm 28 tháng Giêng, Chính phủ Việt Nam loan báo hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam sẽ không còn phải thực hiện những xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay. Quy định mới được hiểu là có hiệu lực tức thời. Trước đó, tất cả hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, dù đã chích đủ liều vaccine ngừa Covid-19, đều bị yêu cầu làm xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ, đồng thời cũng xét nghiệm nhanh trước và khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay. Việc bắt buộc người về quê ăn Tết phải làm xét nghiệm 3 lần khiến dấy lên nhiều ý kiến than phiền trên trang mạng xã hội. Theo báo tuổi trẻ, thì việc bỏ yêu cầu xét nghiệm nhanh đối với hành khách bay đến Việt Nam là một trong những nội dung mà các hãng hàng không mong đợi. Tờ báo cũng cho biết thêm là trong một văn bản phát đi vào ngày 28 tháng Giêng, ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Tường Trực, đồng ý chủ trương tăng tần suất chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa Việt Nam, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, cũng như mở rộng đường bay tới Âu Châu và Úc để đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam. nhân dịp Tết nhâm dần và cùng thời điểm thì Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu các cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước thúc đẩy các đối tác sớm phản hồi về đề nghị nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ cũng như cho phép người Việt Nam không bị cách ly khi đến các quốc gia như Singapore, Nhật Bản và Nam Hàn. Việc bỏ yêu cầu nghiệm nhanh diễn ra trong bối cảnh sở y tế Sài Gòn vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép những người nhập cảnh nhiễm COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng hoặc là cách ly tại nhà hoặc là ở bệnh viện tư nhân. Những trường hợp nhiễm COVID-19 mà có triệu chứng sẽ được chuyển đến bệnh viện giả chiến số 12 và các quý vị theo báo tiểu trẻ thì giới chức của Sài Gòn tuyên bố thành phố này cơ bản là đã khống chế được omicron trong cộng đồng và rằng ngoài năm ca dương tính được phát hiện thì những ca nhập cảnh nhiễm biến chủng này ở Sài Gòn đều đã âm tính liên quan đến phần tin khác thì hàng ngàn người dân đưa tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sau 7 ngày tiến hành tang lễ theo nghi thức tâm tang, lễ trà tỳ tức là hỏa táng à, linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn ra vào hôm 29 tháng Giêng với sự tham dự của hàng ngàn người dân và tăng ni. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại chùa Từ Hiếu lúc 0 giờ hôm 22 tháng Giêng, hưởng đại thọ 95 tuổi. Quãng đường từ chùa Từ Hiếu đến nơi hỏa táng là công viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng, vườn địa đàn Huế, dài khoảng 12 cây số. Người chịu lễ đi bộ gần 2 cây số, sau đó thì di chuyển bằng xe cá nhân. Lễ trà tỳ diễn ra trong hơn 10 giờ, dự kiến sáng ngày 30 tháng Giêng, các tân ni sẽ cung thỉnh xá lợi, thiền sư trở về chùa Từ Hiếu. Xá lợi sẽ được an vị tại chùa này và các trung tâm khác của làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây bảo tháp theo di nguyện của thiền sư. Theo ghi nhận của báo Dinh, các xe tang và đài hỏa táng được trang trí bằng tre, thân cây chuối, cây cỏ và hoa tươi. Đài hỏa táng được làm bằng đất sét với kỹ thuật truyền thống tương tự với việc làm các lò đúc đồng ở Thừa Thiên Huế. Đài này cũng đã từng hỏa táng linh cửu Hòa Thượng Thích Trí Quang. Theo báo VN Express, hôm 29 tháng Giêng, trích lời của ni sư thích nữ định nghiêm với tăng lễ, nếu mà chúng ta bỏ công sức vào hình thức bên ngoài thì sẽ không có thời giờ và năng lượng để tập trung vào nội dung cốt lõi. Bởi vậy, lễ tâm tan của thiền sư thích nhất hạnh đi thẳng vào nội dung, ai đến cũng được thực tập im lặng, thực tập thân tâm lắng xuống để tạo năng lượng chánh niệm, trước hết là tốt cho mình, sau là để cúng dường lên sư ông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp. thank you